Chào các bạn đến tin nhanh 24/7. Hai cái mẫu mô tô đi vượt mức giá tầm 150 triệu đồng cực kỳ đáng mua tại Việt Nam trong cái năm 2022. Trong cái tầm giá 150 triệu đồng, đây là hai cái mẫu mô tô xế vượt đáng chú ý đến từ cái hiệu danh tiếng thế giới và đã có mặt trên thị trường Việt Nam cũng từ rất lâu. Bentley TSK 502 2021 với mức giá từ là 158,8 triệu Việt Nam đồng. Cái phiên bản của năm 2021-2022, Bentley TSK 502 được nâng cấp một vài tính năng và trang bị, có mức giá bán cao hơn đôi chút nhưng ở con số khoảng 159 triệu đồng. Cái chiếc TSK 502-2021 tiếp tục mang tính một thiết kế to lớn đặc trưng của một cái dòng là Adventure Touring đến từ châu Âu. Phần đầu xe tạo hình dữ dằn, bình xăng lớn với dung tích là 20 lít. Khung xe dạng mắt cáo để lộ rõ cái phần động cơ ra ngoài và cái phần đuôi đầy cứng cáp. Các trang bị đáng chú ý trên cái chiếc Bentley TSK 502-2021 có thể kể đến như hệ thống cái đèn full LED, hệ thống cái keo trước cái phục hành trình ngược với cái đường kính lệch 50m, cái phục sau cái dạng lò xo chủ đơn, phanh đĩa đôi ở bánh trước với cái đường kính là 320m, đi cùng với cái phanh trước là 4 piston. Đồng hồ tốc độ có cái màn hình LCD và một cái cổng jack USB. Bentley trang bị cho cái chiếc TSK 502 một cái khối động cơ xanh đôi, dung tích là 500cc, trục cam đôi làm mát bằng dung dịch. Cái công suất đạt ở mức là 470 lực, ở ngưỡng tua máy 8.500 vòng trên phút. Trong khi đó mô men xoắn cực đại đạt ở mức là 45 Nm, ở ngưỡng tua máy 5.000 vòng trên phút. Đi cùng đó là hộp số con tàn 6 cấp. Kakoski Verzi X300 2022 với mức giá bán cho động trong khoảng là 145 triệu đồng. Cái mẫu là mô tô hạng nhẹ của nhà Kakoski sẽ có hai cái phiên bản cho khách hàng dễ dàng lựa chọn là bản City và Tourer với mức giá bán lần lượt là 145 triệu đồng và 163 triệu đồng cho từng phiên bản. Phiên bản Tourer của cái dòng Verzi X300 2022 nó được trang bị sẵn đầy đủ các tính năng cần thiết cho việc đi chơi xa nhà như cái phần đèn chở sáng LED, hai cái thùng để đồ phía sau, ba ca chở đồ ở phần đuôi xe, đi cùng với cổng sạc 12V, khung chống đổ, cái tấm ốp bảo vệ động cơ v.v. Kakoski Verzi X300 2022 có kích thước rất thân thiện với thể trạng trung bình của người Việt Nam. Những người cao từ 1m7 có thể điều khiển thuận tiện cái mẫu mô tô này và em ấy có khối lượng 175kg. Đi cùng với chi cao yên ở mức 845mm. Kakoski Verzi X300 2022 ở giọng cho mình cái có động cơ là 2 xanh, dung tích thật là 296cc, trục cam đồi DOC và làm mát bằng dịch. Cái công suất đạt ở mức là 39,3 mã lực, ở ngưỡng tua máy là 11.500 vòng trên phút. Trong khi đó mô men xoắn cực đại là 27, mô men xoắn cực đại là 25,7 Nm, ở ngưỡng tua máy là 10.000 vòng trên phút. Xin sử dụng cho mình hộp số còn tàn 6 cấp. Cảm ơn các bạn theo dõi clip này, hãy tiếp nhớ like, share, subscribe.